Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe cũ ở cái tầm tiền, khung tiền khoảng từ 200 triệu đến 300 triệu đấy quý vị và các bạn ạ. Tại vì trong thời gian vừa qua rất nhiều người hỏi tôi, gọi điện hỏi tôi là muốn tìm những chiếc xe ở cái tầm tiền từ 200 triệu đến 300 triệu đồng ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái tầm tiền khoảng 200 triệu đến 300 triệu để mua xe ô tô thì rất là khó ạ. Tại vì nếu như mà cái tầm tiền đấy mà chúng ta tìm những chiếc xe số sàn thì phần lớn lại là gặp phải những chiếc xe chạy taxi, chạy dịch vụ, chạy Grab ạ. Còn để tìm những cái xe số tự động thì lại đời rất là sâu, rất là khó tìm ạ. Và hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái mẫu xe ở cái tầm tiền từ 200 triệu đến 300 triệu đồng mà giá cả thì lại rất là vừa phải mà chất lượng xe thì lại rất là tốt ạ. Đó chính là chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó chính là chiếc xe Ford Focus ạ. Chiếc xe Ford Focus này là chiếc xe được sản xuất năm 2010. Với 2010 nhưng model từ năm 2011 rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới chạy được có 12 vạn km thôi. Rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn, đầu tiên là cái phần ngoại thất của chiếc xe. Cũng thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi đem ra đây là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Còn cũng chưa kịp dọn, chưa kịp rửa, chưa còn kịp làm gì ạ. Vì hôm nay là thứ bảy với chủ nhật thì anh em gara cũng đã nghỉ rồi đấy ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Chỉ xước sát rất là nhỏ nhẹ và quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Chủ xe cũng đã rất là ăn chơi, đã sơn cái bộ phanh, đây là cái cụm phanh ạ, cụm phanh mà chủ xe đã sơn màu đỏ hết ạ, theo phong cách của những chiếc xe Porsche đấy ạ. Đấy, cụm phanh màu đỏ này, la răng thì sơn màu ghi, màu chì. Cặp đèn pha thì rất là mới, rất là đẹp, rất là sáng đây quý vị và các bạn ạ, còn nguyên bản thì còn đẹp lắm. Pha còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Bên dưới cụm đèn pha này là cụm đèn gầm. Cụm đèn gầm cũng được trang bị là cái đèn bi. Đèn bi và rất to đấy quý vị và bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất về bên ngoài thì cũng còn rất là cứng cáp đây. Quý vị bạn nhìn về cái nền này. Nếu như đâm đụng hay là va chạm hay là nếu như sơn nhiều thì quý vị bạn nhìn cái nền là biết luôn nhé. Đấy, tôi quay chi tiết thật sát và tôi cũng chia sẻ thêm về cái phần quý vị và bạn đi mua xe cũ thì nhìn cái nền nhé. Nếu như sơn nhiều là nó sẽ không còn phẳng, không còn căng như vậy nữa đâu ạ. Và xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu xi nhan tích hợp trên gương. Và gương này là gương cơ tự chỉnh điện chứ còn gập thì là gập tay thôi quý vị và bạn ạ. Đây là cái cụm này, đèn hậu đây quý vị và các bạn ạ. Đèn hậu của chiếc xe Focus nó lại được thiết kế khác kiểu so với những chiếc xe khác ạ. Đây là cái phần cụm đèn hậu này. Và đằng sau xe thì xe cũng đã được trang bị camera lùi. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi. Những cái phần cảm biến lùi, phần camera lùi này là do chủ xe lắp thêm thôi, chứ còn nguyên bản của xe là không có đâu quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất này, chúng tôi vừa mới mua về mà chưa kịp rửa, chưa kịp sơn, chưa kịp làm gì mà nó cũng không bị đâm đụng, không bị va chạm gì thì nó còn rất là đẹp đây quý vị và bạn nhìn này ạ. Nó xước sát rất là nhỏ nhẹ đây này. Những cái vết xước này rất là nhỏ nhẹ, phải nhìn sát vào mới thấy ạ. Có lẽ đánh bóng nó cũng hết đấy ạ. Đây, những cái vết này nó đánh bóng nó cũng hết thôi. Phải nhìn thật sát, thật gần lại thì mới thấy được ạ.
Đấy, phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Nhìn thấy cái phần đầu rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái phần tổng thể về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Riêng về những chiếc xe đời sâu thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn kỹ hơn một chút ạ. Kỹ hơn về cái phần từ những cái phần keo chỉ đã. Đây, đầu tiên là mở cái cánh cửa trước bên phụ ra thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản ạ, không bị đâm đụng, không bị tai nạn, còn nguyên bản ấy, và còn rất là đẹp đây. Từ cái táp bi cửa quý vị bạn thấy chưa, nó rất là mới nhé, rất là đẹp đấy. Sau 10 năm sử dụng ạ, chiếc xe này sản xuất năm 2010, đăng ký năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đây. Và những cái phần này tôi bật cái chìa khóa này lên cho quý vị và các bạn xem này, xem về cái phần đồng hồ. Đồng hồ thì không cần bật chìa khóa là quý vị các bạn nhìn thấy luôn đấy ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. 12 vạn nhé, tôi bật cái đồng hồ này lên cho quý vị và bạn cùng xem. Chiếc xe đã lăn bánh được 12 vạn km rồi này. Đó. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái luôn. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp. Đây, lên xuống kính được thiết kế công tắc ở đây ạ. Nội thất thì rất là đẹp rồi, không có gì phải chê cả. Với 298 triệu đồng, cứ gọi cho khoảng 300 triệu đồng thôi, quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ cơ. Và lại số tự động, tên tư nhân, biển Hà Nội. Thì rất là tuyệt vời ạ. Đây, tôi quay cho quý vị và các bạn này, cùng xem nhé. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD. Đấy, đầu DVD rồi. Camera lùi, cảm biến lùi. Camera lùi là nó đi theo cái đầu này. Đấy, có cả luôn cảm biến lùi là do chủ xe lắp thêm đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, cảm biến lùi này, đồng hồ công tơ mét này. Đấy, vô lăng cần số thì rất là đẹp rồi. Đấy, vô lăng cần số đẹp, rất là đẹp. Táp lô này, táp lô cũng rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, táp lô rất là mới này. Và chủ xe cũng đã lắp cả cam hành trình luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, có cả cam hành trình rồi này. Rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta sở hữu chiếc xe này chỉ với khoảng 300 triệu đồng thôi là đã có chiếc xe số tự động để chạy rồi. Đây, cái hộp số tự động đây quý vị và các bạn ạ, đi rất là nhàn. Bây giờ nếu như không chạy dịch vụ thì nên chạy số tự động, chứ số sàn thì đi nó hơi vất vả một chút ạ. Nhất là cái đường Hà Nội lại tắc như thế này, và lại nhất là chị em phụ nữ nữa mà chạy những chiếc xe số sàn thì quả là rất là vất vả đấy ạ. Và đây là cái phần cốp sau của xe nhé quý vị và các bạn ạ, cũng không bị đâm đụng hay là không bị va chạm gì đâu. Đấy, cốp kiếc này, keo chỉ còn nguyên hết đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết này. Đấy, cốp kiếc keo chỉ nguyên, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy. Đấy, chúng tôi vừa mới mua về cho nên chưa dọn rửa gì, cho nên là nó hơi bẩn một chút quý vị và các bạn ạ, hơi bẩn một chút thôi. Dọn dẹp sạch đẹp đi là nó lại đẹp ngay. Và cái lốp sơ cua này thì chưa dùng. Nhưng nói thật với quý vị bạn, những chiếc xe mà lốp nhỏ như thế này là thường chủ xe cũng không hay dùng mấy đâu ạ. Đấy, đây là cái lốp sơ cua, mấy đồ nghề của nó hết ở dưới đây, còn nguyên đấy ạ. Đây, những cái phần này đằng sau này cũng rất là mới luôn này này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì, chứ nhiều xe bị đâm từ phía sau này rồi mà làm lại rồi là giờ nó than nó dỉ hết rồi cơ. Còn nguyên hết đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Đấy, táp bi cửa này. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn đấy. Keo chỉ còn nguyên này. Nội thất hàng ghế sau này. Rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau. Táp bi cửa trước bên phụ ạ. Đấy, táp bi cửa trước bên phụ đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên luôn này ạ. Táp bi thì rất là mới này.
camera hành trình đây này. À, từ những cái trần rất là mới, rất là sạch sẽ luôn đấy ạ. Chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì mà nó đẹp như này đi quý vị và các bạn ạ. Mà giá thì lại chỉ có 298 triệu đồng thôi. 298 triệu đồng tôi đã được sở hữu ngay một chiếc xe 2010 số tự động này đấy. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, nội thất thì cũng rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút, nhưng không sao quý vị và các bạn ạ. Chạy đến 10 năm sử dụng rồi. Sau 10 năm sử dụng rồi mà cái động cơ này nó còn đẹp như thế này đây quý vị và bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả. Và máy móc cũng còn nguyên bản đấy quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Riêng về cái phần động cơ của Ford thương hiệu này của Mỹ rồi thì quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Nếu như không bị đâm đụng, không có bị ngập nước, không có bị làm sao thì quý vị và các bạn có thể chạy đến 3-40 vạn thì vẫn chưa thành vấn đề gì cả. Đấy, tôi chia sẻ thật. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 12 vạn km thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Focus này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.